Bạn muốn hẹn hò với ngôn ngữ lập trình Pascal? Vậy thì hãy thực hiện ngay hôm nay đi nhé. Bởi vì ngôn ngữ lập trình Pascal là một người bạn cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do it sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video luyện tập ngôn ngữ lập trình Pascal giúp bạn trở thành giỏi tuyển chuyên của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lan Dương Channel. Chủ đề của video 5 lần này là giải phương trình bậc nhất một ẩn có dạng AX cộng B bằng 0. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Master Lan Dương Channel. Ở trên màn hình là bài 15, viết chương trình giải phương trình bậc nhất AX cộng B bằng 0. Thì bài này đã có ở trong video 2A, các bạn có thể mở để xem lại cách phân tích của bài đó. Tuy nhiên, trong video 5 lần này, Master Lan Dương sẽ hướng dẫn các bạn cơ sở toán học và kỹ hơn và có những cách triển khai để các bạn hiểu được cách làm của bài này. Sở dĩ bài này được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn, lý do ở đây các bạn thấy là x là cái ẩn số, là chúng ta có mũ 1 nên gọi là bậc nhất hay là bậc 1 các bạn ha. Còn AB gọi là hệ số. Như vậy AB chúng ta phải nhập vào và đi tìm x. Mà chính vì AB nhập vào, chúng ta có nhập AB tùy ý, A bằng 0, A khác 0, vân vân, thì có thể ra những rất nhiều trường hợp. Cho nên bài này trong ngành toán người ta gọi là cái loại bài là giải và biện luận. Nghĩa là các bạn khi bạn giải, các bạn phải dùng lý lẽ bảo vệ được cái ý mình nói là đúng. Nghĩa là mình biện luận, lý lẽ, biện hộ cái ý mình giải là đúng. Và để làm được bài số 15 này, các bạn phải ôn lại cái video 2A, đó là cái câu lệnh điều kiện dạng thiếu và đủ. Ở đây thì trong video 5 này thì Master Lan Dương sẽ chủ yếu là sử dụng cái câu lệnh dạng đầy đủ, tức là if then else. Các bạn có thể mở video 2A để xem kỹ lại phần lý thuyết của cái hai cái câu lệnh dạng thiếu và đầy đủ ở trên màn hình. Để giải bài 15 này thì các bạn phải như Master Lan Dương vừa trình bày là các bạn phải dùng lý luận, lý lẽ của mình. Thì để làm bài này, trong ngành toán họ sẽ chia bài này thành những trường hợp. Cụ thể ở trên màn hình là các bạn có hai trường hợp màu xanh là trường hợp 1 và trường hợp 2. Trường hợp 1 là nếu A khác 0, trường hợp 2 là nếu A bằng 0. Nếu A khác 0 ở trường hợp 1 thì phương trình ứng nghiệm là x bằng trừ b chia A. Nghĩa là các bạn chuyển b qua bên phải dấu bằng, đổi dấu hình trừ b và x bằng trừ b chia A. Lý do A khác 0 thì bạn chia rất là thoải mái, rất là đúng theo yêu cầu của ngành toán. Còn ngược lại nếu A khác không, nghĩa là A bằng 0, thì các bạn sẽ xét trường hợp 2. Thì trong trường hợp 2, khi A bằng 0 rồi thì các bạn sẽ xét thêm trường hợp màu tím, đó là trường hợp 2.1 và 2.2. Nghĩa là khi đã có A bằng 0 rồi thì các bạn sẽ thực hiện việc kết hợp trường hợp của A bằng 0 và trường hợp của B khác 0. Nếu xảy ra trường hợp này thì các bạn sẽ có là phương trình là vô nghiệm. Còn nếu các bạn thấy là ở trường hợp 2 các bạn đã có A bằng 0 rồi, các bạn kết hợp với trường hợp 2.2, tức là trường hợp nhỏ của trường hợp 2, thì B bằng 0 nữa, nghĩa là A bằng 0, B bằng 0, thì kết quả là phương trình vô số nghiệm. Và để giải bài toán này trong bộ môn tin học thì các bạn phải trả lời câu hỏi là bài này có bao nhiêu đại lượng, bao nhiêu lời giải và bao nhiêu đáp số. Thì bài này chúng ta có 3 đại lượng, đó là A, x và b. Trong đó AB đó là hai đại lượng là nhập vào, còn x là tìm ra. Tiếp theo bài này có 4 lời giải các bạn. Các bạn nhìn màn hình. Xin lỗi, 3 lời giải.
Đầu tiên các bạn sẽ chia trường hợp là AB, tức là một lời giải A bằng 0 hoặc A khác 0. Trong trường hợp A bằng 0 thì các bạn lại có là trường hợp B là hai trường hợp nữa. Như vậy các bạn có 3 trường hợp. Các bạn phải lập luận theo 3 trường hợp này. Bài này có 3 lời giải và có một trong 3 đáp số sau đây. Thứ nhất là x bằng trừ b trên a hoặc phương trình vô nghiệm hoặc phương trình có vô số nghiệm, tức là có 3 lời giải và có một trong 3 đáp số. Để thực hiện bài này thì ngành toán họ sẽ trình bày theo hàng ngang như trên màn hình. Tuy nhiên ở trong ngành lập trình, ngành tin học, chúng ta còn một cách để hiểu về bài này nữa các bạn. Đó chính là sử dụng lưu đồ hay là sơ đồ khối. Bên tay trái đó là cách vẽ, cách thể hiện cái bài toán của ngành tin học lập trình. Còn bên tay phải là cách thể hiện của ngành toán. Thì các bạn thấy với cái hình ảnh chúng ta sẽ hiểu được rõ cái nguyên tắc làm việc và cái vận hành của chương trình Pascal. Nghĩa là đầu tiên Pascal sẽ vô kiểm tra cái điều kiện là A có khác không hay không. Tức là hình thoi nghĩa là vào để đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi thì phải trả lời là có hoặc không, hoặc là đúng hoặc sai. Nếu đúng á, thì chương trình sẽ rẽ theo cái bên nhánh bên trái, tức là sẽ thực hiện cái, nếu đúng cái điều kiện này các bạn ha, đúng điều kiện này, thì chương trình nó sẽ thực hiện theo nhánh bên trái, tức là nhánh màu đỏ, nghĩa là tính ra x và in ra nghiệm là x. Còn nếu A khác không mà là sai, tức là A không thể khác không được, nghĩa là A bằng 0, thì sẽ thực hiện ở bên tay phải các bạn ha, bên tay phải bên này. Là sẽ thực hiện bên tay phải bên này các bạn ha. Ở bên tay phải này chúng ta lại có một cái điều kiện là B nữa. B khác không, đúng hoặc sai. Nếu đúng thì qua bên trái là in ra phương trình vô nghiệm. Còn nếu mà A khác không mà sai, tức B khác không mà sai, tức là B bằng 0, thì sẽ qua bên tay phải và in ra câu ở cái câu màu vị trí là đỏ đậm, đó là phương trình vô số nghiệm các bạn ha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành, sau khi hiểu được cách phân tích trong ngành toán và cách thực hiện trong ngành tin học, thì các bạn sẽ đến cái phần lập trình. Các bạn quan sát nó đang dương thực hiện ở trên màn hình. Đầu tiên các bạn sẽ khai báo là bài 15. Các bạn sẽ khai báo biến là A, B và X, tất cả là kiểu real. Bởi vì ở đây chúng ta khai báo và tổng quát, nghĩa là ở đây chúng ta tìm cái x các bạn, mà x chắc chắn là kiểu tập phân, cho nên ta khai báo AB chung luôn để cho thuận tiện trong cái bài này các bạn ha. Bởi vì chúng ta cần x và cái câu là phương trình vô nghiệm hoặc là vô số nghiệm, mà x chắc chắn là số tập phân các bạn, cho nên ta khai báo là AB là chung x luôn. Tiếp theo ở phần thân chương trình, các bạn thực hiện là nhập hệ số A về số B, nhập số A, read line A các bạn, và các bạn sao chép xuống cho nó nhanh. Các bạn có là nhập số B, tức là hệ số B các bạn ha, và đây là B. Và tiến hành chúng ta sẽ thực hiện xét cái trường hợp là A khác 0 và ngược lại là A bằng 0. Vậy ở đây các bạn tốt nhất là các bạn dùng cái câu lệnh if đầy đủ, tức là if else các bạn ha, nghĩa là if A khác 0. Các bạn thấy khác thì trong lập trình là ghi là dấu nhỏ lớn, tức là hình thoi các bạn ha, và các bạn ghi đen. Trong tình huống này các bạn chắc chắn phải dùng câu lệnh đầy đủ, các bạn ghi chữ L. Thì L này để các bạn có thể dễ theo dõi, mà tôi như sẽ ghi chú luôn các bạn, đó là L này nghĩa là ứng với trường hợp A bằng 0 các bạn ha. Lưu ý ở trong lập trình Pascal, những ký hiệu nào mà các bạn, những cái nội dung nào các bạn đặt trong cái cặp dấu ngoặc móc, nghĩa là đây là cái remark, cái ghi chú, chương trình sẽ không quan tâm đến nó. Các bạn chỉ ghi chú cái dòng lệnh để các bạn dễ hiểu thôi, hoặc là người đọc dễ hiểu, hoặc là sau này các bạn mở ra các bạn xem dễ hiểu. Thì cái những nội dung mà đặt trong cái cặp dấu ngoặc móc thì đó là cái ghi chú, cái remark, không phải là cái lệnh, nên các bạn ghi có thể theo ý của mình cũng được các bạn ha. Rồi, như vậy là else ứng với A bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ triển khai trường hợp là nếu A khác 0 thì các bạn sẽ in ra cái nghiệm. Trước khi in nghiệm, các bạn thấy ở cái lưu đồ phía trước, các bạn thấy ở đây chúng ta phải làm hai cái lệnh, đó là tính ra cái x bằng trừ b chi a và in ra cái nghiệm đó. Thì để thực hiện hai lệnh này các bạn phải đặt trong cái lệnh ghép là begin end. Bởi vì lệnh if muốn thực hiện được nhiều lệnh bên trong thì chúng ta phải đặt trong cái từ khóa begin end, tức là ghép lại các bạn ha. Nghĩa là ở đây có hai lệnh chúng ta phải đặt trong cái begin end. Các bạn quan sát mức bao nhiêu thì ở trên màn hình. Ở đây các bạn sẽ ghi từ khóa là begin và end.
Về nguyên tắc chúng ta là n dốc n chấm phẩy các bạn ha. Tuy nhiên ở đây là lệnh n này các bạn, nó nằm trên của từ khóa else, nên các bạn không được đặt cái lệnh n đằng sau là chấm phẩy các bạn ha, mà phải bỏ chấm phẩy đi các bạn. Nghĩa là cái từ khóa n này nè nằm trên else nên phải bỏ chấm phẩy theo cái quy định của Pascal. Tiếp theo, bởi vì chúng ta triển khai ở, chúng ta có begin end các bạn, ở đây có begin end, nghĩa là chúng ta phải sẽ triển khai ở giữa cái begin end này, hai từ khóa này, đó là có hai lệnh trở lên các bạn ha. Và lệnh đầu tiên đó chính là các bạn tính là x 2 chấm bằng trừ b chia a các bạn. Đó, đây là lời giải thứ nhất. Lời giải thứ hai đó là các bạn là đáp số bạn ha, các bạn in ra là right. Các bạn ghi là, để cho gọn, nó tên ghi gọn các bạn ha, là phương trình viết tắt, phương trình có nghiệm là x bằng nháy, tức là sẽ in ra câu là phương trình có nghiệm là x bằng, và bằng cái gì các bạn, chính là phẩy, các bạn ghi là cái nghiệm x, và ở đây x là số thập phân các bạn, đây x là số thập phân, nên các bạn phải định dạng cái kết quả này ra màn hình bằng lệnh write, mà các bạn sẽ ghi là x là 2.0 2.2, nghĩa là chúng ta sẽ lấy hai số thập phân khi enter x này các bạn ha. Nhắc lại, bởi vì trong lập trình Pascal các bạn, phép toán chia chéo thì kết quả sẽ là thập phân, mà thập phân á thì biến x phải là kiểu thập phân là kiểu real, mà thập phân thì các bạn phải in ra, khi in ra các bạn phải định dạng ở vị trí này các bạn ha, định dạng ở đây là lấy hai số thập phân, nghĩa là 2.0 2.2 bạn ha. Rồi tiếp theo, ở trường hợp ngược lại, nghĩa là chúng ta sẽ phân tích ở bên tay phải của cái sơ đồ này các bạn, bên phải này, thì chúng ta thấy là phải xét đến cái b khác không hay là không, thì chúng ta đây các bạn thấy có vẻ ở đây bên này nó nhiều ý phức tạp, vậy ở đây ở dưới begin bên lập trình các bạn ha, các bạn sẽ thêm từ khóa begin end, nghĩa là các bạn sẽ chuẩn bị triển khai ở đây một cái câu lệnh ghép, thì câu lệnh ghép bắt đầu bởi begin và kết thúc là end chấm phẩy. Các bạn có thể xem lại cái nội dung này ở trong video 2C, các bạn coi lại trong kênh của Mắt Tăng Dương Channel, video 2C các bạn ha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là gì ạ? Chúng ta sẽ xét đến trường hợp của B. Vậy chúng ta đặt là if. Các bạn thấy ở bên sơ đồ, khi chúng ta từ A các bạn đi xuống, đó là các bạn xét tới cái điều kiện của B các bạn ha. Đó, đi xuống là tới B liền. Vậy ở đây chúng ta xét B. Vậy các bạn đặt điều kiện là if, là nếu B khác không, đó, giống như sơ đồ các bạn ha, đen. Và ở đây chắc chắn B có hai tình huống là khác không và trừ thứ hai là bằng không. Vậy các bạn sử dụng lệnh cú pháp đầy đủ là else các bạn ha. Tiếp theo, như vậy tới cái vị trí này rồi, nghĩa là chúng ta đã có kết hợp ở đây là các bạn có là A bằng không, và kết hợp luôn, đến lúc này kết hợp luôn với B khác không, A bằng không, B khác không, thì theo sơ đồ và theo cái lý luận của ngành toán thì các bạn sẽ in ra một cái lời kết quả luôn, đáp số luôn, đó là right, là phương trình. Ở đây các bạn thấy cái sơ đồ ở trên màu xanh, màu đỏ đậm các bạn ha, tức là A bằng không, B khác không, thì chúng ta sẽ khi mà đúng các bạn ha, đây khi mà vị trí A bằng không rồi các bạn ha, A bằng không rồi, tới B khác không nữa mà đúng nữa các bạn ha, đúng nữa, A bằng không đúng, B bằng không đúng nữa, thì đi hướng này các bạn ha, hướng này, đây chúng xuống đây các bạn ha, là chúng ta sẽ có cái câu là phương trình là vô nghiệm. Vậy các bạn sẽ ghi ra là phương trình vô nghiệm. Và vì lệnh này nằm phía trên của từ khóa else nên các bạn không được đặt trong được đặt đằng sau là chấm phẩy. Tiếp theo, các bạn dưới cái lệnh, cái từ khóa else, các bạn sẽ ghi là right. Như vậy ngược lại của phương trình vô nghiệm thì trong tiếng này là phương trình có vô số nghiệm, tức là ở cái bên cái sơ đồ các bạn, đó là cái hình bình hành mà màu đỏ đậm các bạn ha, đó là phương trình vô số nghiệm, nghĩa là ở đây chúng ta đã có vô số nghiệm. Và đây các bạn lưu ý, chúng ta hết lệnh rồi chấm phẩy các bạn ha. Ở đây sở dĩ là phương trình vô số nghiệm bởi vì kết hợp của cái điều kiện A bằng không và cái điều kiện ngược lại của ở chỗ này các bạn ha, cái else này nghĩa là ngược lại của B khác không, tức là B bằng không, chúng ta có, ta ghi chú ở đây các bạn là B bằng không. Như vậy chúng ta có là gì? Kết hợp của A bằng 0 và B bằng 0.
thì chúng ta sẽ có một câu là phương trình vô số nghiệp. Đây là cái đáp số luôn các bạn ha. Rồi. Và khi chúng ta ghi như vậy thì lệnh if chúng ta sẽ bắt đầu từ trên cao và kết thúc ở vị trí n đấy các bạn ha. N này. Kết thúc ở đây các bạn. Đây. Kết thúc ở vị trí n chấm phẩy này là kết thúc cái lệnh n đầy đủ. Trong lệnh if else này thì ở phần ý else các bạn lại có một cái ý nữa là if else nhỏ bên trong. Đó các bạn ha. Đó. Thì cho dù bạn viết như thế nào thì vẫn tuân thủ là gì? Cái từ khóa nằm trên cái lệnh á nằm trên từ khóa else là không được có chấm phẩy. Các bạn cụ thể ở đây cũng thấy nè, ở vị trí này là chúng ta không có dấu chấm phẩy vì nằm trên từ khóa else. Tương tự ở đây cũng vậy, ở đây là không có dấu chấm phẩy vì nằm trên từ khóa else các bạn ha. Rồi. Như vậy là chúng ta đã lập trình xong, các bạn sẽ tiến hành lưu lại bằng cách nhấn F2. Và vì ở video 2A chúng ta đã thực hiện bài 15 rồi, cho nên bây giờ nếu mà lưu vào nó sẽ lưu đè lên cái file cũ, nên các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ không ghi là bài 15 nữa mà các bạn ghi bài 15 về dòng 2 đi các bạn ha, số 2 đi. Đó. Các bạn ha, enter. Như vậy chúng ta sẽ có là bài 15 phiên bản 2. Và để cho nó hợp lý các bạn đây ghi số là bài 15 về dòng 2 luôn các bạn ha. Rồi, như vậy các bạn lưu là F2. Và các bạn tiến hành là nhấn Ctrl 9 để các bạn biên dịch, chạy thử và xem kết quả chương trình. Các bạn nhấn Ctrl 9. Các bạn nhấn, chẳng hạn như các bạn nhấn như là 3, A là 3, B là 6. Tức là AB là phải nhập vào các bạn ha. Thì kết quả thì chúng ta còn thiếu lệnh cái gì các bạn không biết không? Đó là lệnh read line ha. Để máy tính dương thêm vô read line các bạn. Rồi. Bởi vì chúng ta vừa thêm lệnh vào cho nên là sẽ hiện ra cái dấu hoa thị ở đây các bạn ha. Nên ta phải lưu cập nhật vì chúng ta muốn chủ động lưu cái read line. Chúng ta nhấn F2 các bạn ha. F2 mất hoa thị. Rồi các bạn nhấn Ctrl 9. Các bạn nhập vào là A bằng 3, B bằng 6. Như vậy nghiệm sẽ là bằng X bằng trừ 2. Nghĩa là lấy 6 chuyển vế bên phải, vậy bằng trừ 6. X bằng trừ 6 chia cho 3 bằng trừ 2. Tiếp tục, các bạn nhập vào là A bây giờ là, ví dụ nha, A là bằng 5, B bằng 10. Như vậy kết quả bằng cũng trừ 2. Lần khác các bạn nhập vào là A bằng 4, B bằng 12. Như vậy là bằng trừ 3. Tiếp tục, bây giờ bạn sẽ kiểm tra khi mà A bằng 0 thì sao? Các bạn nhấn Ctrl 9, các bạn nhập vào A bằng 0. B bây giờ khác không? Ví dụ là số 5. Vậy phương trình vô nghiệm. Nghĩa là chúng ta không thể nào có một cái nghiệm x nào mà nhân với A bằng 0 là 0. 0 cộng 5 bằng 0 được các bạn ha. Nên ta phương trình vô nghiệm. Còn nếu các bạn nhập vào là A bằng 0, B bằng 0 thì là vô số nghiệm. Nghĩa là các bạn có thể dùng bất kỳ cái nghiệm nào, hay ở bài này người ta gọi là phương trình có nghiệm tùy ý. Nghĩa là x bằng bất kỳ số nào các bạn ha, bằng phân số nè, hỗn số nè, số âm, số dương, số chẵn, số lẻ, số vân vân, thì các bạn số không cũng được luôn các bạn ha. Thì đó là nghiệm tùy ý. Thì có sách nó gọi là nghiệm tùy ý, có sách gọi là phương trình vô nghiệm các bạn. Vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 15 mà chúng ta diễn đạt, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái cơ sở toán học của nó. Và ở trên màn hình là toàn văn bài giải bài 15 các bạn ha. Là các bạn hãy theo dõi cái lời giải của cái bài 15 này. Ở đây muốn đề cập vấn đề là các bạn sử dụng lệnh if đầy đủ, tức là if then else. Và lưu ý, nếu trong một cái công việc mà lệnh if phải thực hiện mà có nhiều lệnh đó, các bạn phải đặt trong hai từ khóa là begin và end như trong tình huống này các bạn ha. Ở trong tình huống này chúng ta có hai lệnh, đó là x 2 chấm bằng trừ b chia a và write, nên các bạn phải đặt trong từ khóa begin end. Tương tự ở đây các bạn cũng nên đặt cái trường hợp dưới else á, là trong hai cái từ khóa begin end, vì có thể nó có nhiều lệnh quá ha, thì mình để vào thì nó chắc ăn hơn. Ở trong tình huống này nếu các bạn dưới chữ else các bạn không để begin cũng được không sao, nhưng mà nên để vào thì nó sẽ gọi là an tâm hơn các bạn ha. Còn nếu ai ra đầu thôi thì các bạn sẽ lược bớt hai cái từ khóa begin end đi cũng được. Video số 5 đến đây hết rồi. Hy vọng các bạn đã có thể nắm được tốt hơn cái cách giải phương trình bậc nhất ở trong Pascal. Các bạn nhớ nhấn nút like, share, và bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe kênh thì hãy nhớ đăng ký hoặc subscribe kênh và nhớ những cái chuông khi đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Master Dương Channel. Xin cảm ơn.